Khi chúng ta thực hiện nhánh cỏ, các bạn cố gắng tạo độ uyển chuyển của nhánh cỏ này và thay đổi nhiều hướng khác nhau để tạo độ linh hoạt và sinh động cho sản phẩm của mình. Tiếp theo, các bạn sẽ thực hiện việc tô màu cho sản phẩm này. Ở đây chúng ta cũng có thể tô màu theo một sở thích khác, nhưng với bài tập này thì các bạn nên bám theo màu sắc của bài tập cho sẵn. Sau đó các bạn có thể thay đổi biến dạng hình tượng và các vật thể trên bài tập này để tạo được một sản phẩm khác của mình. Như vậy, chúng ta sử dụng công cụ iDrop Tool để hút màu nền cho sản phẩm, sau đó các bạn sẽ tô vào đối tượng của mình. Tương tự, các đối tượng cỏ các bạn cũng tô màu xanh lá cây, nhưng chúng ta sẽ thấy các nhóm hình thể này được thay đổi với sắc độ màu khác nhau, có màu xanh sáng hơn và có màu xanh đậm hơn. Các bạn cũng hút màu và đổ vào đối tượng của mình. Với nhóm cỏ phía dưới thì các bạn sẽ tô màu xanh nhạt hơn, hoặc các bạn có thể cộng thêm để pha thêm màu. Nền đất các bạn sẽ tô màu xám đen, hơi ngả qua màu tím một chút xíu. Và các cành cây thì các bạn có thể tự vẽ và sắp xếp theo ý thích. Ở đây chúng ta cũng sử dụng công cụ freehand để vẽ nét thẳng, sau đó các bạn sẽ hiệu chỉnh thành nét cong uốn lượn. Các bạn có thể tăng độ dày của đường viền sao cho thích hợp và chọn màu giống như màu của bài tập đã được cung cấp. Với những bông hoa thì các bạn sẽ vẽ hình tượng đơn giản bằng những hình tròn. Và chúng ta cũng tô màu cho đối tượng và thay đổi độ viền của đối tượng. Các bạn sao chép màu viền của nhánh cây để copy vào bông hoa. Sau khi các bạn đã tạo được một đối tượng, các bạn có thể nhóm lại, thay đổi kích thước tùy thích và các bạn sẽ sao chép Sau khi chúng ta sao chép thì các bạn có thể thay đổi độ uốn cong của bông hoa để cho độ lượng của các bông hoa này khác nhau, tạo độ mềm mại, và thay đổi màu sắc của bông hoa. Các bạn có thể kết hợp chức năng lật dọc, lật ngang đối tượng với màu. Ở bài tập này thì độ màu cũng tương đối nhẹ nhàng, êm ái, không tươi tắn, nên các bạn cũng thể hiện như vậy để tạo một cái gam màu thống nhất trên suốt bài tập. Và chúng ta có thể kéo nghiêng
Sau khi chúng ta đã thực hiện được các cành cây làm cho sản phẩm của mình linh động hơn, thì các bạn có thể thay đổi vị trí thứ tự trước sau của các đối tượng này. Các bạn có thể đưa nhánh cỏ lên phía trên bằng phím Shift Bay Up. Bạn có thể thay đổi màu sắc cho thích hợp sau khi các bạn đã thực hiện xong cái chung của tác phẩm của mình. Để vẽ ánh trăng thì các bạn sử dụng công cụ Ellipse để vẽ hình tròn. Sau đó các bạn di chuyển và sao chép hình tròn này lệch lên phía trên một chút, và các bạn sẽ thực hiện chức năng lấy đối tượng phía trên, các đối tượng phía dưới. Với thao tác này thì các bạn khá quen thuộc khi chúng ta đã thực hiện rất nhiều bài tập của bộ môn thiết kế mẫu với Corel. Các bạn có thể chọn chức năng Back Unit Fill hoặc sử dụng lệnh Trim. Sau đó các bạn sẽ tô màu sáng cho ánh trăng này và loại bỏ màu đường viền. Như vậy, với sự hiểu và thấy được giá trị của các đường nét thì các bạn diễn tả một tác phẩm của mình rất đơn giản và hoàn thành một tác phẩm tương đối. Sau khi các bạn đã thực hiện xong bài tập này, các bạn có thể thay đổi hình dáng của những đối tượng và thay đổi màu sắc để chúng ta tạo thêm và ứng dụng thêm được các giá trị của đường nét để tạo được một tác phẩm của mình tương đối đặc sắc và đa dạng hơn. Bài tập 1 của Nét Xiên đến đây là kết thúc.